sự ấy kết xin được của mình thì mình sẽ là con đi đây. Và hôm nay mình sẽ ra một cái clip là mình sẽ công bố kết quả mini game nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hộp xem là bạn nào đã trúng mini game bên mình ha. Và bây giờ mình sẽ khu cái icon này ra. Đây là tầm 1000. Hơi bèn một xíu, bây giờ mình sẽ đọc con số nè. 8, 8, 5, 5, 2, 5 gì đó. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Mình hết số 1 rồi đúng không? Tên đèn và hai số cuối của tờ tiền này là 10. Số 10 nha. Và bạn đã trúng mini game mình để trên màn hình ha. Và cái phần mình look comment thì sẽ cố lên video. Thì bạn vui lòng á, inbox qua Zalo 0335789904 hoặc là Facebook để được nhận quà nha. Và nếu như trong vòng 24 giờ bạn vẫn chưa inbox cho mình thì mình xin phép được xả quà để dành những phần quà này cho những bạn khác nhé. Thì ok, thì những bạn mà không trúng á, các bạn đừng có buồn nha. Tại vì mọi người biết sao không, kênh của mình đã đạt được 902 subscribe rồi đó. Trời ơi, cực kỳ vui luôn. Thì mình sẽ ra tiếp cái chút mini game nha. Lần sau 900 sub thì mình chơi còn khủng hơn nữa. Và mình sẽ cố gắng chơi một cái gì đó mà khiến cho các bạn dễ trúng nhất có thể. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tham gia mini game nha. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở mini game tiếp theo. Ok, bye bye. À mọi người xem lúc comment ở cuối video nhé. Bye. Số 10 ha. Mình đã lướt comment các kiểu rồi, chỉ có một bạn bạn nó chọn số 10 thôi nha. Bạn Google á. Thì mình sẽ cho mọi người xem một cái số bình luận mà mình cảm thấy nó khá là vô ích. Mọi người biết sao không? Tại vì bình luận á thì mình nói là phải làm đủ các bước, nhưng mà những cái bình luận này nó làm không có đủ. Ôi giời ơi, cục wifi đâu rồi? À có rồi đi. Đây mình tiếp tục lướt nha mọi người. Thì mình đã xem rất là kỹ rồi, chỉ có một bạn chọn số 10 thôi. Cái gì mà nó quay như vậy? Đây là một số bình luận mình cảm thấy nó khá là kỳ lạ, mọi người biết sao không? Vì những cái bình luận này nó khá là giống nhau, vì nó chỉ đưa ra một đáp án mà chỉ nói số thôi, không có nói là đủ các bước hay không. Thì mình cũng đã phản hồi là bình luận chưa đạt yêu cầu, thì mình không biết là bạn đã sửa lại chưa, nhưng mà mình thấy nó. Nè mọi người thấy không? Làm gì đâu mà kỳ thế? Người ta làm phải như thế này nè, từ từ nha. Kiểu có một bạn góp ý á, nói là đây, bạn này nói là kênh mình đạt được nút vàng. Trời ơi, kênh mình làm sao đạt được nút vàng? Thật sự rất là bất ngờ khi bạn bình luận là đạt được nút vàng luôn. Ok, thì mấy cái bình luận này mình sẽ không được công nhận, mọi người biết sao không? Vì nó đâu có hợp lý đâu. Kênh của mình đạt được 960 người, 960 người đăng ký rồi. Và mình sẽ tiếp tục cho mini game nha. Mọi người hãy nhớ xem video ủng hộ mình nhé.